Rất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Theo dự kiến từ ngày 26 đến ngày 28 tháng 3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách thảo luận về một số dự án luật trình thông qua tại kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15, trong đó có dự án luật trật tự an toàn giao thông đường bộ đáng chú ý tại dự thảo luật mới, chính phủ đã bỏ đề xuất lực lượng cảnh sát giao thông được trích tối thiểu 70% khoản tiền xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông đường bộ sau khi nổ vào ngân sách nhà nước. Hiện tại khoản 1 điều năm dự thảo về chính sách của nhà nước về trật tự an toàn giao thông đường bộ chỉ còn quy định huy động sử dụng các nguồn lực để đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ, bảo đảm ngân sách, cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị hiện đại các điều kiện bảo đảm và nâng cao năng lực thực thi nhiệm vụ của lực lượng trực tiếp bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ. Trước đó tại khoản 1 điều 5 của dự thảo luật trình phiên họp thứ 31 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ đề xuất quy định lực lượng cảnh sát giao thông được trích không thấp hơn 70% khoản tiền xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông đường bộ sau khi nộp vào ngân sách nhà nước và không thấp hơn 30% khoản tiền thu được từ đấu giá biển số xe sau khi nộp vào ngân sách trung ương theo quy định của pháp luật. nêu ý kiến thảo luận về nội dung này, chủ nhiệm ủy ban pháp luật Hoàng Thanh Tùng cho hay, đây là đề xuất mới tại dự thảo. Theo ông Tùng, nếu bổ sung như dự thảo, chính phủ phải có báo cáo đánh giá tác động, làm rõ tác động đến ngân sách nhà nước thế nào, tính phù hợp với các pháp luật có liên quan thế nào. Ngoài ra, chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật cho rằng vấn đề xử phạt vi phạm hành chính là một nội dung của Luật xử lý vi phạm hành chính. Luật này đang quy định tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính phải nộp toàn bộ vào ngân sách nhà nước và phải được quản lý sử dụng theo đúng quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước. Ông Tùng khẳng định việc đầu tư cho lực lượng cảnh sát giao thông cho công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ là cần thiết. Tuy nhiên, đầu tư theo cách trích từ tổng số tiền thu được trong lĩnh vực này hay ngân sách nhà nước bố trí theo quy định chung cần được làm rất rõ, rất rành mạch và phải bảo đảm sự thống nhất. Quy định như dự thảo trích tiền phạt lại cho lực lượng cảnh sát giao thông là không thống nhất với quy định của luật xử lý vi phạm hành chính mặt khác chúng ta có rất nhiều lĩnh vực xử phạt vi phạm hành chính vì sao mỗi lĩnh vực này quy định trích phần trăm còn các lĩnh vực khác thì không trong khi cũng có rất nhiều lĩnh vực quan trọng chúng tôi đề nghị nên thiết kế nguyên tắc chung về chính sách như dự thảo luật mà chính phủ trình tại kỳ họp thứ sáu ông tùng đề nghị Ngoài ra, chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật cũng chỉ rõ, việc trích 30% khoản tiền thu được từ đấu giá biển số xe sau khi nộp vào ngân sách trung ương theo quy định của pháp luật là quy định mới so với dự thảo chính phủ trình tại kỳ họp 6, đồng thời mới so với nghị quyết 73 của Quốc hội về thí điểm đấu giá biển số xe và cũng không phù hợp với luật quản lý sử dụng tài sản công. Luật quản lý sử dụng tài sản công quy định toàn bộ số tiền xử lý tài sản công, trong đó biển số xe cũng là tài sản công sẽ được nộp vào tài khoản tạm giữ tại kho bạc nhà nước. Sau khi trừ đi chi phí có liên quan đến xử lý tài sản, phần còn lại phải được nộp toàn bộ vào ngân sách nhà nước. Cũng theo ông Tùng, bản thân điều 37 của dự luật trật tự an toàn giao thông đường bộ về đấu giá biển số xe cũng không phù hợp với những quy định khác của dự thảo. Cụ thể, dự thảo quy định số tiền thu được từ đấu giá biển số xe sau khi trừ các khoản chi phí tổ chức đấu giá, chi phí quảng cáo, chi phí quản trị hệ thống đấu giá và chi phí khác được nộp vào ngân sách trung ương theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước. Tại báo cáo tiếp thu, chỉnh lý dự án luật gửi phiên họp 31 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban Quốc phòng, An ninh, cơ quan chủ trì việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật cũng đã đề nghị chính phủ báo cáo làm rõ hơn đối với đề xuất trên. Mới đây, ban tổ chức giải dù lượng tỉnh còn tôm mở rộng năm 2024 đã có kết luận ban đầu về nguyên nhân một phi công dù lượng gặp nạn khi dự giải. Theo ban tổ chức, thời gian xảy ra vụ việc là ngày thi thứ hai ngày 23 tháng 3 của giải. Thời điểm đó, phi công NAT 39 tuổi trú Hà Đông, Hà Nội chuẩn bị hạ cánh xuống khu đất trống để kết thúc phần thi. Khi còn cách mặt đất khoảng 20 mét, chiếc dù của phi công này gặp phải lỗi kỹ thuật đột ngột xoắn lại rồi rơi xuống đất. Ngay sau đó, lực lượng cứu hộ tích cực sơ cứu và đưa nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu. Liên quan đến vụ việc, chiều 24 tháng 3, ông Dương Quang Phục, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Sa Thầy cho biết, huyện Cung Tỉnh, Con Tôm đã cử đoàn công tác đi thăm viếng chia buồn và có một khoản hỗ trợ gia đình nạn nhân. Đồng thời, ban tổ chức cũng đã bố trí xe đưa thi thể, phi công xấu số về quê để gia đình ra hậu sự. Ông Phục cho hay, sau khi kết thúc giải, lãnh đạo huyện cũng sẽ họp để đánh giá rút kinh nghiệm trong công tác tổ chức. Theo bà Nguyễn Thị Tuyết Trinh, đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn thể thao hàng không SGP chi nhánh Quantum, sau khi xảy ra vụ việc, các thành viên giải đấu đã quyên góp được gần 100 triệu đồng để hỗ trợ bước đầu cho gia đình nạn nhân. Bà Trinh cho hay, những phi công tham gia giải đều bắt buộc phải mua bảo hiểm. Trước giải đấu ban tổ chức đã kiểm tra việc này, hiện tại đơn vị này đang xử lý hồ sơ bảo hiểm cho nạn nhân. Trước đó ngày 24 tháng 3, lãnh đạo bệnh viện đa khoa tỉnh Quantum thông tin Khoảng 10 giờ ngày 23 tháng 3, đơn vị tiếp nhận phi công trên trong tình trạng hôn mê sâu, bị chấn thương sọ não, chấn thương ngực, gãy xương sườn. Bệnh viện đã tích cực cấp cứu, tuy nhiên nạn nhân đã không qua khỏi sau khoảng 3 giờ vào viện. Vào 19 giờ 10 phút ngày 24 tháng 3, thi hài thủy thủ xấu số, số Đại phó Đặng Duy Kiên, 41 tuổi, thường trú tại Trung Hành Đằng Lâm, Hải An, Hải Phòng, đã về tới nhà riêng. Dọc hai bên đường lối vào nhà, người thân, bạn bè, họ mạc và hàng xóm đã đứng rất đông đợi chờ anh. Thoáng thấy bóng xe cứu thương báo đèn từ xa, hai đứa nhỏ con của anh Kiên khóc gạo tên bố. Từ trên xe chở quan tài chồng, vợ anh Kiên bước xuống ôm lấy con nức nở. Tất thảy những người chứng kiến không khỏi nghẹn ngào. Chiếc quan tài nhanh chóng được chuyển xuống khỏi xe và di chuyển vào trong ngõ để vào nhà. Không khí tang thương bao trùm con ngõ nhỏ, trên quan tài, gia đình đã chuẩn bị sẵn cho anh một chiếc áo thun kẻ mà anh vẫn thích. Sau khi làm thủ tục vào nhà, một số bạn bè tròm xóm và cơ quan đoàn thể quận Hải An, phường Đăng Lâm cũng đã vào thắp hương, chia buồn cùng gia đình. Theo đại diện gia đình chị Miền, sau khi bàn bạc và thống nhất, lễ tang anh Kiên sẽ được cử hành tại quê nhà xã Tam Cường, huyện Vĩnh Bảo vào chiều mai và sau đó an táng tại quê nhà vào sáng ngày 26 tháng 3. Theo lời chị Miền, khi còn sống, anh Kiên luôn mong ước sau này về quê sinh sống cùng cha mẹ, nên việc làm lễ tang và an táng anh tại quê nhà cũng để anh được tọa ý. Đại diện đoàn thể công ty chính quyền địa phương đã tới chia buồn tiễn đưa cùng gia đình anh Đặng Duy Kiên. Như tin đã đưa, tàu hàng Chu Confident có thủy thủ đoàn 20 người gồm 15 người Philippines, 4 người Việt Nam và 1 người Ấn Độ. Vụ tấn công khiến 3 người thiệt mạng, gồm 2 người Philippines và 1 người Việt Nam. Tối ngày 14 tháng 3, ba thuyền viên của người Việt Nam gồm các anh Phạm Văn Thành sinh năm 1985, quê Hải Phòng, Nguyễn Văn Tảo sinh năm 1988, quê Hải Dương và Phùng Văn An sinh năm 1991, quê Nam Định là những người thoát nạn khi tàu hàng bị lực lượng Houthi tấn công trên biển đỏ đã trở về quê nhà an toàn từ Djibouti sau chặng hành trình hơn 15 giờ bay, quá cảnh tại Ethiopia và Bangkok, Thái Lan. Đối với Đại phó Đặng Duy Kiên tử nạn, Bộ Giao thông Vận tải Cục Hàng hải Việt Nam cùng các cấp các ngành đã nỗ lực thực hiện các thủ tục để đưa thi thể anh Kiên về nước. Tuy nhiên, do việc vận chuyển là thi hải nên phải đợi có chuyến bay chuyên dụng mới có thể khởi hành, nên đến chiều ngày 24 tháng 3, thi hải anh Kiên mới được trở về tới sân bay nội bài. Mới đây, theo thông tin tuổi ban nhân dân xã Vân Sơn, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa xác nhận, cơ quan công an đã bắt giữ một nghi phạm trong vụ việc một người phụ nữ tử vong bất thường dưới mương nước cạnh đường Nghi Sơn, Sao Vàng hôm 16 tháng 3 vừa qua. Theo đại diện Ủy ban Nhân dân xã Vân Sơn, nghi phạm là một người phụ nữ tên X, ngụ xã Vân Sơn, huyện Triều Sơn. Cơ quan công an đã làm việc khám xét nhà ở và bắt nghi phạm X để điều tra vụ việc. Ngày 20 tháng 3, công an đã mời vợ chồng bà X lên để làm việc. Bà X đã thừa nhận hành vi phạm tội. Giữa gia đình bà X và nạn nhân có quan hệ họ hàng với nhau, đại diện Ủy ban Nhân dân xã Vân Sơn thông tin. Trước đó, khoảng 18 giờ 30 phút ngày 16 tháng 3, gia đình bà LTP sinh năm 1976, ngụ thôn Năm, xã Vân Sơn, đã tới cơ quan công an trình báo sự việc. Bà P đi làm đồng từ 13 giờ cùng ngày nhưng tối muộn không thấy về nhà, điện thoại không nghe máy. Thấy bất thường, người thân của người phụ nữ và chính quyền địa phương đã tổ chức đi tìm kiếm quanh nhà nhưng không thấy. Đến 21 giờ cùng ngày, thi thể bà P được người dân phát hiện dưới mương thoát nước sau khoảng từ 40 đến 50 cm bên cạnh tuyến đường Nghi Sơn Sao Vàng, cách nhà khoảng 800 mét. Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Thanh Hóa vào cuộc điều tra làm rõ.